Chào tất cả các cô, chú, anh chị và các bạn. Bài hát Quê Mẹ của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng là một ca khúc rất hay, mang nhiều giá trị nghệ thuật. Tuy nhiên thì đây lại là một bài hát khó, bởi vì trong giai điệu của bài hát sử dụng những nốt treo cao liên tục và phần tiết tấu thì đảo phách nhiều. Muốn hát tốt được ca khúc này thì bạn phải là người ít nhiều nắm được cái kỹ thuật hát căn bản, ví dụ như kỹ thuật về hơi thở, về âm thanh. Còn một lưu ý nữa vô cùng quan trọng mà Hương muốn nhắc nhở mọi người trước khi chúng ta bước vào phần học hát bài này, đó chính là vấn đề mở khẩu hình. Đối với những cái bài hát mang âm hưởng dân gian, thính phòng, sử dụng nhiều những nốt treo cao thì việc mở khẩu hình đúng là vô cùng quan trọng. Nó sẽ giúp âm thanh của chúng ta được thanh thoát, vang, sáng, khỏe. Vậy khẩu hình đúng là như thế nào? Đó là khi chúng ta hát, khẩu hình của chúng ta phải luôn luôn mềm mại, thả lỏng với những từ gì mà nó chứa nguyên âm A, nguyên âm E hoặc là nguyên âm Ơ là chúng ta phải rơi khẩu hình hàm dưới một cách mềm mại và chúng ta nhấc cao hàm ếch mềm lên. Hàm ếch mềm là gì? Sau cái cửa chân răng của chúng ta, sau cái răng cửa là hàm ếch cứng. Sau hàm ếch cứng sẽ là hàm ếch mềm. Khi chúng ta đặt cái tay vào, chúng ta có cảm giác mềm mại thì đó chính là hàm ếch mềm. Khi chúng ta hát những cái nốt cao đó thì chúng ta phải nhấc cái hàm ếch mềm lên một chút, tạo ra một cái vòng. Và trong quá trình hát là chúng ta có xu hướng đẩy âm thanh lên cái vòng đó, hướng lên vùng vang đầu, vang trán. Làm được điều đó thì khi chúng ta hát những nốt cao, âm thanh không bị xé, bị chua, bị rít hay là bị bí. Và còn một lưu ý quan trọng nữa về vấn đề mở khẩu hình, đó chính là chúng ta phải linh hoạt cái môi trên. Khi hát những từ gì mà nó chứa nguyên âm Y, E, A là chúng ta phải gần như chúng ta giãn cái môi trên ra để tạo ra cái độ mềm mại của âm thanh không bị đơ, âm thanh nghe sẽ tròn vành rõ chữ hơn. Và đấy là một lưu ý quan trọng nữa khi chúng ta hát đối với những cái bài hát mang âm hưởng dân gian, dân ca. Bài hát Quê Mẹ của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng được viết thành 3 phân đoạn với 3 lời ca tương đối dài. Vì vậy mà Hương sẽ chia ra làm 2 video trong quá trình hướng dẫn bài này. Video thứ nhất Hương sẽ hướng dẫn phần nửa trước của bài để dễ cho mọi người tiếp thu và hứng thú học hơn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bước ngay vào phần học hát bài Quê Mẹ của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng nhé. Ký hiệu đầu tiên là dấu tích hình chữ V. Hương viết màu đỏ và tương đối nhỏ. Mọi người lưu ý, khi gặp dấu tích này là chúng ta cần phải lấy hơi. Ký hiệu thứ hai đó là vòng cung bên dưới, vòng cung bên trên là cái từ mà chúng ta cần phải luyến. Nếu như vòng cung bên dưới là chúng ta luyến từ nốt thấp lên nốt cao, còn nếu vòng cung bên trên là chúng ta luyến từ nốt cao đổ xuống nốt thấp. Ký hiệu thứ ba đó chính là một cái dấu gạch ở bên trên ca từ, thì đó chính là dấu nhấn phách hay gọi là đập phách cũng được. Khi gặp dấu này là chúng ta cần phải đập phách vào. Bài này nhịp phách tương đối phức tạp. Trong quá trình khi chúng ta học mà chúng ta không chắc về cái phách như thế này là chúng ta rất dễ hát bị chệch nhịp, hát bị sai nhạc, hoặc là khi hát là chúng ta bị nhanh hoặc chậm so với âm nhạc. Bạn nào mà cảm nhịp kém, thường xuyên hát sai nhạc thì chúng ta nên học cách đập phách thường xuyên trong tất cả các bài mà Hương hướng dẫn. Bởi vì trong quá trình mà các bạn luyện cách đập phách như thế này là hình thành cho các bạn một cái phản xạ về phách rất là tốt. Và dần dần thì nó sẽ hạn chế hoặc loại bỏ cái sai nhịp phách đối với các bạn. Một bài thì nó có thể là nó chưa thấy được cái tác dụng của vấn đề là chúng ta luyện nhịp phách. Nhưng chúng ta hãy luyện qua nhiều bài. Các bài mà Hương hướng dẫn là bao giờ Hương cũng cho cái phần nhấn phách vào. Nên mọi người cố gắng trong quá trình học tất cả các bài hãy tập đập phách, tập nhấn phách như thế thì để cho chúng ta cảm nhịp tốt hơn. Bây giờ Hương sẽ làm mẫu để mọi người hiểu là chúng ta cần phải đập thế nào. Với bài này thì dấu nhấn lệch phách tương đối nhiều. Nếu như từ nào mà Hương viết dấu nhấn phách ở giữa là chúng ta phải đập ở giữa. Nhưng có những từ mà Hương viết lệch đi thì chúng ta cần phải đập lệch. Mọi người cố gắng là chúng ta sẽ luyện theo nhé, để không bị nhỡ nhịp hay là không bị hát nhanh chậm so với âm nhạc. Hương sẽ làm mẫu. Quê hương xưa, hoài niệm tuổi thơ, thơm ngọt ruộng đồng bát ngát, nắng lấp loáng chiều vàng mênh mang chân trời, ta lưng châu về nghe xa lời mẹ gọi. Nếu như có một gạch là chúng ta đập một phách, nhưng nếu như có nhiều hơn thì chúng ta phải đập số phách tương ứng với số gạch. Trong quá trình đập phách luôn luôn phải đều tay, khoảng cách giữa những lần đập phải đều đặn liên tục, không ngắt quãng, không được nghỉ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đập thật chậm nhé. Quê hương xưa, hoài niệm tuổi thơ, thơm ngọt ruộng đồng bát ngát, nắng lấp loáng chiều vàng mênh mang chân trời, ta lưng châu về nghe xa lời mẹ gọi.
Các bạn có thể dùng một cái dụng cụ nhỏ nào đó để đập phách hay là dùng tay cũng được. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào phần học cao độ bài hát này kết hợp với đập phách. Bài này Hương sẽ đánh ở giọng pha thứ, một giọng tương đối vừa phải để tất cả mọi người đều có thể hát theo được. Bài này ca sĩ Tân Nhàn hát ở giọng pha thăng thứ, thì Hương sẽ giảm đi nửa tông là chúng ta hát ở giọng pha thứ. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào học câu đầu tiên. Các bạn nghe phần âm nhạc, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau học theo. Trước khi bước vào học hai câu đầu tiên này thì Hương có một lưu ý đối với mọi người, đó là hai câu đầu này tương đối thấp. Chúng ta rất dễ bị mất từ, xỉn từ, bị mờ tiếng, không nghe thấy tiếng. Nên muốn hát âm thanh rõ ở những cái nốt thấp như thế này, không chỉ bài này đâu mà tất cả những cái bài khác, thì chúng ta không được lấy hơi sâu. Khi chúng ta hát, cố gắng là chúng ta nhấn siết cơ bụng một cách vừa phải, liên tục và đều đặn, làm cơ bụng của chúng ta hơi chặt lại. Đây là bài hát mang màu âm hưởng dân ca. Khi chúng ta phát âm ra là chúng ta phải đạt được là sự tròn vành rõ chữ. Bây giờ Hương sẽ hát mẫu câu đầu tiên nhé. Quê hương xưa hoài niệm, quê hương xưa hoài niệm. Từ hương xưa chúng ta hát nhanh và liền. Từ xưa là chúng ta mở sâu khẩu hình nhé. Quê hương xưa hoài niệm, quê hương xưa hoài niệm. Quê hương xưa hoài niệm, quê hương xưa hoài niệm. Tuổi thơ thơm ngọt, tuổi thơ thơm ngọt, tuổi thơ thơm ngọt. Chúng ta tiếp tục câu tiếp theo. Ruộng đồng bát ngát, ruộng đồng bát ngát. Quê hương xưa hoài niệm, tuổi thơ thơm ngọt, ruộng đồng bát ngát. Ruộng đồng bát ngát, quê hương xưa hoài niệm, tuổi thơ thơm ngọt, ruộng đồng bát ngát. Nắng lấp loáng chiều vàng, nắng lấp loáng chiều vàng, nắng lấp loáng chiều vàng. Mênh mang chân trời, từ trời là chúng ta ngân y. Mênh mang chân trời, mênh mang chân trời, mênh mang chân trời. Chúng ta tiếp tục. Ta lưng châu về nghe xa lời mẹ gọi, châu về nghe xa lời mẹ gọi. Ta lưng châu về nghe xa lời mẹ gọi. Bây giờ chúng ta cùng hát lại toàn bộ khổ này nhé. Quê hương xưa hoài niệm, tuổi thơ thơm ngọt, ruộng đồng bát ngát. Nắng lấp loáng chiều vàng, mênh mang chân trời. Ta lưng châu về nghe xa lời mẹ gọi. Quê hương xưa hoài niệm, tuổi thơ thơm ngọt, ruộng đồng bát ngát. Nắng lấp loáng chiều vàng, mênh mang chân trời. Ta lưng châu về nghe xa lời mẹ gọi. Sau từ gọi là chúng ta đập phách, rồi chúng ta ngân 2, 3, 4.
chúng ta hát tiếp câu tiếp theo. Khổ tiếp theo thì gần như tất cả những cái câu đầu là giống khổ trước, riêng câu cuối cùng là khác một chút về âm nhạc thôi. Bây giờ Hương sẽ đập lại toàn bộ phách khổ này để mọi người cùng theo dõi nhé. Đơn sơ mái tranh nghèo, cò thương con dại lặn lội phương xa. Sau cái từ xa này là chúng ta phải ngân 8 phách. Đó, Hương viết số 8 ở đây chứ không, Hương không viết 8 gạch ra để nó tiện theo dõi hơn. Nếu như bạn nào mà nghe được nhạc thì trong cái phần nhạc beat hay nhạc karaoke mà ca sĩ thường hát đó, nó có một cái câu kiệu vào rất là dễ nghe. Đó, sau cái câu kiệu đó là chúng ta vào từ vách núi luôn. Nếu như bạn nào không nghe được cái câu kiệu đó thì chúng ta phải đếm 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rồi chúng ta mới hát từ vách núi. Đơn sơ mái tranh nghèo, cò thương con dại lặn lội phương xa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vách núi gió ùa về đêm co do, ngồi nghe mưa đông lạnh thương ai mong ai. Đây là phần phách chúng ta cần phải đập như vậy. Còn bây giờ phần cao độ thì giống như khổ trước thôi, Hương sẽ đàn và hát mẫu. Đơn sơ mái, sau khi thì mình hát từ sơ mái, mình hát nhanh và liền, sau đó chúng ta mới nhấn phách. Đơn sơ mái tranh nghèo, đơn sơ mái tranh nghèo, đơn sơ mái tranh nghèo, đơn mái mái tranh 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 nghèo, đơn đơn sơ mái tranh nghèo, đơn sơ mái tranh nghèo, có thương con dại. Con dại chúng ta hát nhanh liền, sau đó chúng ta nhấn phách. Có thương con dại, có thương con dại, có thương con dại. Đơn sơ mái tranh nghèo, có thương con dại dại. Đơn sơ mái tranh nghèo, có thương con dại. Đơn sơ mái tranh nghèo, có thương con dại con dại, có thương con dại, có thương con dại con dại con dại. Đơn sơ mái tranh nghèo, có thương con dại. Chúng ta tiếp tục câu tiếp theo. Lặn lội phương xa, lặn lội phương xa, lặn lội phương xa, lặn lội, lặn lội phương xa. Chúng ta tiếp tục. Gió là chúng ta hát nhanh và liền, sau đó nhấn phách. Vách núi gió ùa về, vách 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 núi gió ùa về, vách núi gió ùa về, vách núi gió ùa về. Lặn lội phương xa, vách núi gió ùa về,
chúng ta tiếp tục. Vách núi gió hùa về, vách núi gió hùa về, vách núi gió hùa về. Lặn lội phương xa, co do chúng ta nhanh liền. Đến co do ngồi, đến co do ngồi, vách núi gió hùa về, đến co do ngồi, vách núi gió hùa về, đến co do ngồi. Nhấn phách rồi chúng ta mới hát từ nghe, sau từ nghe chúng ta lại nhấn phách. Nghe mưa đông lạnh thương ai mong ai, nghe mưa đông lạnh thương ai mong ai, nghe mưa đông lạnh thương ai mong ai. Vách núi gió chúng ta sẽ hát lại toàn bộ khổ này nhé. Đơn sơ mái tranh nghèo, có thương con dài lặn lội phương xa. Đơn sơ mái tranh nghèo, có thương con dài lặn lội phương xa. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang khổ tiếp theo, phần cao nhất của bài hát nhé. Khi chuẩn bị hát câu này, chúng ta phải hít một luồng hơi tương đối sâu, buông lỏng vai cổ, sau đó nhấn hơi vào những cái từ mà Hương đã viết, nhấn phách như thế này để cho cột hơi của chúng ta chắc khỏe nhé. Phần đời nào tránh vui có cực, có cực. Khi hát những nốt treo cao liên tục như thế này thì chúng ta có cái xu hướng là hướng âm thanh lên vùng vang đầu vang trán để cho âm thanh đỡ chua, đỡ xé và lên cao dễ dàng hơn nhé. Phần đời nào tránh vui có cực, tránh vui có cực, tránh vui có cực. Phần đời nào tránh vui có cực. Chúng ta tiếp tục. Nhiều lắm lỗ gió sương. Chúng ta rơi hàm dưới xuống một chút nhé. Nhiều lắm lỗ gió sương. 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 Nhiều lắm lỗ gió sương.
kết hợp cả hai câu nhé. Phần đời nào tranh vai có cực, nhiều lắm lũ gió sương. Phần đời nào tranh vai có cực, nhiều lắm lũ gió sương. Gió sương. Tất cả những từ mà Hương đã biết nhấn phách như thế này là chúng ta siết cơ bụng vào những từ đó chặt hơn. Phần đời nào tranh vai có cực, nhiều lắm lũ gió sương. Phần đời nào tranh vai có cực, nhiều lắm lũ gió sương. Gió sương. Chúng ta tiếp tục. Chúng ta nhấn vào từ quê, trước từ nơi là chúng ta nhấn phách. Nơi quê xưa nghèo lắm, lắm, lắm. Từ lắm là từ chúng ta phải luyến qua ba nốt nhạc. Lắm. Đóng vào ngân. Lắm, lắm. Tiếp tục này. Đêm năm canh mòn mỏi. Năm canh chúng ta hát nhanh liền, sau đó nhấn phách. Đêm năm canh mòn mỏi. Nhấn phách vào trước từ đêm này. Đêm năm canh mòn mỏi. Nhấn cơ siết cơ bụng chặt vào từ năm. Đêm năm canh mòn mỏi. Đêm năm canh mòn mỏi. Chúng ta kết hợp hai câu. Nơi quê xưa nghèo lắm, đêm năm canh mòn mỏi. Nơi quê xưa nghèo lắm, đêm năm canh mòn mỏi, mòn mỏi. Chúng ta cũng chuẩn bị lượng hơi và siết chặt vào tất cả những cái từ mà Hương đã nhấn phách vì câu này rất cao giống như câu đầu tiên. Từ ngày thấp, từ tha rất là cao, nhưng khi chúng ta hát thì chúng ta hơi nhấn siết nhẹ vào từ ngày và tập trung nhấn siết mạnh cơ bụng vào từ tha hơn. Ngày thơ, ngày thơ. Ngày thơ hương xưa người. Từ Hương chúng ta mở nhé. Ngày thơ hương xưa người. Hương, hương. Hương là chúng ta phải nhấc cao hàm ếch lên để cho âm thanh nó thoát. Ngày thơ hương xưa người. Ngày thơ hương xưa người. Ngày thơ hương xưa người. Chúng ta tiếp tục. Chúng ta lại nhấn quyết cơ bụng vào tất cả những cái phách này. Từng, vẫn và từ thương. Từng đêm vẫn nhớ thương. Từng đêm vẫn nhớ thương. Từng đêm vẫn nhớ thương. Từng đêm vẫn. Hai câu nhé. Ngày thơ hương xưa người.
chim ơi mang lời nhắn nhắn nhắn, chim ơi mang lời nhắn, chim ơi mang lời nhắn, chim ơi mang lời nhắn. Chúng ta tiếp tục. Theo mây xa về nhà, theo mây xa. Mây xa chúng ta nhanh liền sau đó nhấn phách. Theo mây xa về nhà. Chúng ta kết hợp cả hai câu này. Chim ơi mang lời nhắn theo mây xa về nhà. Chim ơi mang lời nhắn theo mây xa về nhà. Chim ơi, chim ơi, chim ơi, chim ơi mang lời nhắn theo mây xa về nhà. Chim ơi mang lời nhắn theo mây xa về nhà. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại toàn bộ khổ này. Phần đời nào trái với anh có cực nhiều lắm luôn. Chúng ta lại quay lại cái phần âm nhạc giống như khổ đầu tiên, chỉ khác lời thôi. Và Hương sẽ hướng dẫn lại mọi người cách đập phách nhé. Quê hương ơi, ngày nào trẻ thơ gom nhặt từng nhành lúa chín. Nắng cháy rát ngày hè xa xa ngôi trường, đôi chân băng rừng qua bao chặng đường về. 2, 3. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học kết hợp với cao độ nhé. Quê hương ơi ngày nào, quê hương ơi ngày nào. Thưa Hương ơi, chúng ta hát nhanh và liền, sau đó chúng ta nhấn phách. Quê hương ơi ngày nào, quê hương ơi ngày nào. Trẻ thơ gom nhặt, trẻ thơ gom nhặt, trẻ thơ gom nhặt. Gom nhặt chúng ta cũng hát nhanh và liền, sau đó chúng ta nhấn phách. Quê hương ơi ngày nào, trẻ thơ gom nhặt. Quê hương ơi ngày nào, trẻ thơ gom nhặt. Từng nhành lúa chín, từng nhành lúa chín, từng nhành lúa chín. Quê hương ơi ngày nào trẻ thơ gom nhặt từng nhành lúa chín. Quê hương ơi ngày nào trẻ thơ gom nhặt từng nhành lúa chín. Nắng cháy rớt ngày hè. Nắng cháy rớt ngày hè. Nắng, nắng, nắng cháy, nắng cháy rớt. Cháy rát là chúng ta hát nhanh liền. Nắng cháy rớt ngày hè. Nắng cháy rớt ngày hè. Chúng ta đập phách rồi chúng ta mới hát qua từ nắng để chúng ta nhấn phách vào từ cháy nhé. Nắng cháy rớt ngày hè.
cháy rớt ngày hè, xa xa ngôi trường. Ngôi trường chúng ta cũng hát nhanh và liền sau đó nhấn phách. Nắng cháy rớt ngày hè, nắng cháy rớt ngày hè, xa xa ngôi trường. Nắng cháy rớt ngày hè, nắng cháy rớt ngày hè, xa xa ngôi trường. Nắng cháy rớt ngày hè, xa xa ngôi trường. Đôi chân băng rừng qua bao chặng đường về, đôi chân băng rừng qua bao chặng đường về. Chúng ta đập phách rồi chúng ta mới hát từ đôi. Đôi chân băng rừng, băng rừng là chúng ta hát nhanh và liền sau đó chúng ta nhấn phách. Đôi chân băng rừng qua bao chặng đường về, đôi chân băng rừng qua bao chặng đường về, đôi chân băng rừng qua bao chặng đường về. Nắng cháy rớt ngày hè, xa xa ngôi trường. Đôi chân băng rừng qua bao chặng đường về. Nắng cháy rớt ngày hè, xa xa ngôi trường. Đôi chân băng rừng qua bao chặng đường về. Nắng cháy rớt ngày hè, xa xa ngôi trường. Đôi chân băng rừng qua bao chặng đường về. Bây giờ chúng ta sẽ hát lại toàn bộ khổ này nhé. Quê hương ơi, ngày nào trẻ thơ gom nhặt từng nhánh lúa chín. Nắng cháy rớt ngày hè, xa xa ngôi trường. Đôi chân băng rừng qua bao chặng đường về. Quê hương ơi, ngày nào trẻ thơ gom nhặt từng nhánh lúa chín. Nắng cháy rớt ngày hè, xa xa ngôi trường. Đôi chân băng rừng qua bao chặng đường về. Chúng ta cùng bước sang khổ tiếp theo của bài hát. Chúng ta nhấn câu siết bụng và từ dinh. Dung dinh đắm đắm, dung dinh đắm hoa dại. Dung dinh đắm hoa dại. Từ rinh từ đám chúng ta hát nhanh liền sau đó nhấn phách. Dung dinh đắm hoa dại. Dung dinh đắm hoa dại. Có cây bên đường, có cây bên đường. Đường là chúng ta rơi khẩu hình hàm dưới xuống một chút. Có cây, có cây, có cây bên đường. Có cây bên đường, có cây bên đường. Từ cây, từ bên chúng ta đều nhấn siết cơ bụng. Có cây bên đường, có cây bên đường. Chúng ta ghép hai câu. Dung dinh đắm hoa dại, có cây bên đường. Dung dinh đắm hoa dại, có cây bên đường. Dung dinh đắm hoa dại.
dài, có cây bên đường. Chúng ta tiếp tục. Rộn ràng tiếng hát, rộn ràng tiếng hát. Rộn ràng tiếng hát. Câu rộn ràng tiếng hát. Sau câu rộn ràng tiếng hát là chúng ta sẽ ngân ra 8 phách và 5 nhạc. Rồi mới tiếp tục câu tiếp theo. Chúng ta có thể ngân 5-6 phách cũng được. Rộn ràng tiếng hát. Rộn ràng tiếng hát. Chúng ta kết hợp cả ba câu nhé. Rung rinh đám hoa dài, có cây bên đường, rộn ràng tiếng hát. Rung rinh đám hoa dài, có cây bên đường, rộn ràng tiếng hát. Bé ơi, chúng ta nhấn hơi vào từ gái nhẹ nhàng. Bé ơi, sông hiền hoàng. Bé ơi, sông hiền hoàng. Dân ca mơ màng, dân ca mơ màng. Từ ca mơ chúng ta hát nhanh liền, nhấn phách. Dân ca mơ màng chúng ta đều mở khẩu hình sâu nhé. Dân ca mơ màng, dân ca mơ màng, dân ca mơ màng, dân ca mơ màng. Chúng ta kết hợp cả hai câu. Bé ơi sông hiền hòa, dân ca mơ màng. Bé ơi sông hiền hòa, dân ca mơ màng. Bé ơi sông hiền hòa, dân ca mơ màng. Chúng ta tiếp tục câu tiếp theo. Quê hương em là trăm câu dân ca. Chúng ta nhấn phách rồi chúng ta hát từ quê nhé. Quê hương em là trăm câu dân ca. Từ em là chúng ta hát nhanh liền sau đó nhấn phách. Quê hương em là trăm câu dân ca. Quê hương em là trăm câu dân ca. Bây giờ chúng ta cùng nhau hát lại toàn bộ khổ này nhé. Rung rinh đám hoa dài, có cây bên đường, rộn ràng tiếng hát. Bé ơi sông hiền hòa, dân ca mơ màng. Quê hương em là trăm câu dân ca. Rung rinh đám hoa dài, có cây bên đường, rộn ràng tiếng hát. Bé ơi sông hiền hòa, dân ca mơ màng. Quê
dài, có cây bên đường rộn ràng tiếng hát. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại tất cả các khổ mà chúng ta đã học nhé. Quê hương xưa hoài niệm, tuổi thơ thơm ngọt, ruộng đồng bát ngát, nắng lấp loáng chiều vàng, mênh mang chân trời, ta lưng trâu về nghe xa lời mẹ gọi. Đơn sơ mái tranh nghèo, có thương con dài lặn lội phương xa. Chúng ta vừa học xong phần đầu bài hát Quê Mẹ của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng rồi. Các bạn hãy chờ đoạn sau ở video tiếp theo nhé. Hương xin cảm ơn, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.